Thank you.
anh nhanh chung. Quay luôn đi, quay luôn. Bây giờ này. Nào, đun thẳng lên thùng luôn đi. Cái này anh chung làm gì mà không được đúng không? Này. Dựng cái đầu này xuống ấy, cho cái đầu này lên. Vâng, nó như này này. Thì đến khi mình chống dây nó dễ. Khung nhé, khung cửa ấy. Keo. Cho dít ván kia lên đi. Anh xếp mà bên này. Đặt tạm đây đã xong tính kênh sang rồi, còn hạ cả cái kia xuống đấy chứ. Ờ,
Mang đi đâu anh? Bước cần trâu. Bây giờ là bảo đứng lên rồi. Nhẹ mà. Ông Viên đi vọng lên đằng trước. Lên hẳn chân này. Bây giờ cho hai người đây giữ. Một người giữ được không? Hai người bị chạy thế này. Người bên kia, mình bên kia. Đông thế thôi. Một người chứ. Đi thôi. Hi mu. Người ơi. Cháu Hải đó. Lại rồi. Bắt đầu cột với đến cút phà thôi. Cái này có cả đố luôn. Chờ tí. Đấy, cái này đố vào như nào. Nhìn ở trên đấy, cho trên là ngọn. Rồi, giữ đây nhá. Đây. Thờ này sao làm được. Nặng thế. Tạm thế đã. Đây là cái cửa đấy ạ. Cửa số. Phải đùa nhưng mà cái này cũng được hơn. Bình tĩnh như lúc chia tiền này.
cháu ruột của dạ. Chị mới là chị nhìn nhỉ, bà Quyên em của ông Quang ấy, bà Minh, bà Minh. Em Minh. Đâu, làm, em một thầy Quang ở Ba Ban ngày xưa. Phải á. Là gì? Bây giờ chơi này. Không phải ngại em mà chú. Cho cái này lên. Nghe làm như rượu. Ăn đi anh ạ. Không uống đâu. Cho bác. Nếu như mà... À thế. Nước chè mà. Nếu như mà 1.000. Cái lá còn xem cái tàu nào nó to ấy. Lập nhà. Thế nó mới được lâu, nếu không thì xôi, sáng kịp ăn. Thấy Khanh điền rồi nhưng mà phải chạy xuống U Minh. Rồi nó xả, à, thị trấn. Khanh này á, nó chạy thị trấn mà. Ừ. Mình không biết sao nó vất vả. Ở cạnh nhà cháu. Ừ. Mua rồi sáng chú? Mua. Mua hay là mua. Thuế? Mua. Thế bảo là thuế. Mà cái ở dưới đường là tỷ ba. Để mà gọi thử mấy 950. Thì nó cầm vào nghề nào cũng được. Cầm mộc cũng được. Mà làm thợ xây. Theo chuẩn đấy nhỉ. Không không, cây đấy được rồi đây. Để gác lên đưa vào đấy đấy. Mẹ làm cái mùa ấy này tao sợ lắm á. Cháu đo là ba phân rồi đấy. Nắm đừng nắm bên một nha nha. Ở bên đằng trước đi nha. Ui à, xe vào đâu đấy? Anh đo trên, à? Lật lật thước lên đo thử trên. Đó. Chuẩn chưa? Đúng rồi. Để bắn cái này chắc thật. Dạ, quá chắc luôn. Cái này đây mình chỉ cần bắn tầm này thôi mà anh Vĩ. Chỉ tầm này thôi mà. Cái con này nó nghe nó không nghe tí nào sao? Con gì? Đó, em đang học. Từ nhá. Vừa nãy này. Cắt vừa hụt tí nữa. Xem không em?
sau. Em ơi, em đổ cho anh cái cây này đi, bỏ cây này đi. Toàn tung ngói mà em đi tung ngói suốt đấy, tung ngói lợp suốt đi nhà còn làm thế, không còn dặn đâu à. Mẹ tối đừng có đi uống rượu nha, mày hộ tao sớm ấy nha, chắc còn chưa dậy cả. Bạn học đồng lớp ngắn hết à, lên ngắn nhất thì thằng kia gì anh giúp em cái hai người đầu trên thôi, phải hai người đầu dưới đi, đầu dưới kia nó lộn xộn. Đây một thừa cái này. Rồi.
cắn à? Cắn rồi. Cắn hết đưa cái kia lên, cắt bớt kia đi. Nào, kéo lên. Đi. Rồi. Này nó gãy trừ tay. Làm như thợ ấy nhỉ? Vậy. Mình chưa quên nữa, tại vì ở dưới kia là mình tính là nó chỉ... Thấy được chưa? Ừ. Đủ chưa? Tí nữa. Tí nữa. Từ từ. Không cân bằng đâu mà. Ừ. Chị đi. Cái gì? Cái này. Cái gì? Cái gì? Ờ. Ờ. Hay để tí xuống dưới cắt ra nhỉ? Thì cứ gác mẹ thang lên cắt cho dễ nhỉ? Hay đứng đây. À bây giờ ấy em đo hộ anh hai cái bằng. Thế thì thêm một lấy cái đầu nữa đi.